Thất phận. Kinh văn: Tức Tùng Tạ Khởi đảnh lễ Phật Túc Hợp Trưởng Cung Kính Nhi Bạch Phật Ngôn. Đại Oai Đức Thế Tôn Từ Âm Vô Già Thiện Khai Chúng Sanh Vi Tế Trầm Hoặc Linh Ngã Kim Nhật. Thần ý khoái nhiên đắc đại nhiều ích. Việt dịch: Ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, chắp tay cung kính mà thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn có uy đức lớn, phát ra từ âm không ngặt ngại, khéo khai ngộ những sai lầm sâu kín nhỏ nhiệm của chúng sinh, khiến chúng con ngày nay thân tâm khoan khoái được lợi ích lớn. Giảng giải. Đoạn A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vì ông nghe Phật giảng giải và đã đoạn dứt mọi vọng tưởng nhỏ nhiệm, nên đảnh lễ nơi chân Phật, chắp tay cung kính mà thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn có uy đức lớn, phát ra từ âm không ngặt ngại, đại uy khuất phục các chúng sinh. Có rất nhiều chúng sinh rất ngang bướng ương ngạnh, họ không tin những gì quý vị nói với họ, họ không tin nhân quả, không tin luân hồi hay chuyện tái sinh. Do đó Đức Phật đã khéo léo vận dụng uy đức. Uy là để khuất phục trấn áp, và đức là để hội tập. Đoạn này nói về hai phương diện: khuất phục và hội tập. Hội tập các chúng có lòng tin và sẵn lòng tiếp thu giáo lý. Còn cái đức cũng giống như nam châm hút sắc, tượng trưng các chúng hội tụ tại một nơi. Tiếng nói của Phật là từ âm, có công năng vô hạn, không gì có thể ngăn trở chướng ngại. Phật khéo khai ngộ những sai lầm sâu kín nhỏ nhiệm của chúng sinh. Có những vọng tưởng nhỏ nhiệm rất khó nhận biết, và Đức Phật đã chỉ rõ ra điều ấy, khiến chúng con ngày nay thân tâm khoan khoái, mọi người cảm thấy rất vui, rất đỗi hoan hỉ, được lợi ích lớn. Kinh văn: Thế Tôn nhược thử diệu minh chân tịnh diệu tâm bản lai biến viên như thị nã trí đại địa thảo mộc nguyễn động hạt linh bổn nguyên chân như tức thị như lai thành Phật chân thể. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, nếu cái chân tâm diệu minh trong sạch nhiệm màu bản lai cùng khắp như vậy, cho đến bản tính chân như của đất đai cây cỏ các loài máy động, tức là chân thể thành Phật của Như Lai. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, nếu cái chân tâm diệu minh trong sạch nhiệm màu biến khắp pháp giới không đâu là không có, bản lai cùng khắp như vậy, cho đến bản tính chân như của đất đai cây cỏ các loài máy động. Đất đai cây cỏ được xem là các chúng vô tình, các loài máy động là những sinh vật nhỏ thuộc giới hữu tình. Các loài này có ít nhận thức, chúng có thể hoạt động nhưng không xa, và nhận thức thì hoàn toàn hạn hẹp, tất cả đều là chân thể thành Phật của Như Lai. Kinh văn: Phật thể trần thật vân hà phục hữu, địa ngục ngạ quỷ súc sanh tu la nhân thiên đẳng đạo. Thế Tôn thử đạo phi phục bản lai tự hữu, phi thị chúng sanh vọng tập sanh khởi. Việt dịch: Thể tính Phật đã là chân thật, làm sao lại có các đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh tu la, là người trời? Bạch Thế Tôn, những đường đó lại là bản lai tự có, hay là do tập khí hư vọng của chúng sinh khởi ra? Giảng giải: Thể tính Phật đã là chân thật, làm sao lại có các đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh tu la, loài người trời? Phải giải thích thế nào về các đường hiện hữu ấy? Bạch Thế Tôn, những đường đó lại là bản lai tự có, hay là do tập khí hư vọng của chúng sinh khởi ra? Có sáu nẻo luân hồi luôn hiện hữu, hoặc là do chúng sinh tạo ra, chúng con thật không biết được. Kinh văn: Thế Tôn như bảo liên hương tỷ kheo ni trì bồ tát giới tư hành dâm dục vọng ngôn hành dâm phi sát phi thâu vô hữu nghiệp báo phát thị ngữ dĩ tiên ư nữ căn sanh đại mãnh hỏa hậu ư tiết tiết mãnh hỏa thiêu nhiên đạo vô gián ngục. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, như bảo liên hương tỷ kheo ni giữ giới bồ tát lén lút làm việc dâm dục, lại nói càn rằng việc hành dâm không phải giết người, không phải trộm cắp, không có nghiệp báo. Phát ra lời ấy xong, trước hết nơi nữ căn sinh ra ngọn lửa lớn, sau đó từng đốt, bị lửa dữ đốt cháy, xa vào ngục vô gián. Giảng giải: Tại sao con nói là không biết về sáu con đường lục đạo? Và A Nan tiếp tục: Bạch Thế Tôn, như bảo liên hương tỳ kheo ni giữ giới bồ tát lén lút làm việc dâm dục, lại nói càn rằng việc hành dâm không phải giết người, không phải trộm cắp.
Tỳ kheo ni này đã thọ Bồ Tát giới nhưng bà ta không giữ giới. Bà đã lén lút hành dâm, sau việc ấy quý vị đoán xem bà ấy nói gì? Bà dùng lời bào chữa, bà đã nói dối. Bà cho rằng việc dâm ấy không phải là giết người hay trộm cắp. Đấy là việc vui thú giữa hai người nam nữ, điều đó có gì là tội? Mặc dù Đức Phật khuyên chúng ta nên giảm lòng kiềm chế, nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải ném lòng như vậy, nó không thành vấn đề. Đó không phải là trọng tội, sao lại coi việc nam nữ giao hoan lại là sai lầm? Đấy là lý lẽ bà dùng để biện giải mạnh mẽ và dứt khoát như thế. Bà nói việc dâm ấy không có nghiệp báo, việc dâm ấy có nhiều người thích, hơn nữa chẳng có vấn đề gì. Bà ta thực sự tán thành sự ham muốn dâm dục. Bà ta là một tỳ kheo ni nhưng lại là một người khích dục. Phát ra lời ánh xong, trước hết người nữ căn sinh ra ngọn lửa lớn, sau đó từng đốt bị lửa dữ đốt cháy. Chẳng có vấn đề gì sao, nữ căn của bà ta bốc cháy, quả thật là kinh khủng. Tôi tin là bà ấy bị thiêu đốt, tất sẽ kêu thét dữ dội. Bà sẽ không còn biện bác là hành động của mình không phạm giới. Lửa bốc cháy từ âm căn sẽ cháy lan tỏa khắp cả châu thân. Đấy là vì khi nam nữ hành dâm, cảm giác khoái lạc giữa cả hai sẽ lan khắp người. Cả hai hành lạc như vậy, họ không ý thức rằng sự phóng túng ấy sẽ nhanh chóng đưa họ đến chỗ chết, và nó đã thực sự xảy đến. Khi lao vào tình trạng ấy, cả hai đã tự đánh mất đi chính mình. Lúc ấy hầu như họ muốn chết, cả người nam và người nữ. Chết cách nhanh chóng cũng hay họ cảm thấy như vậy, nhưng họ lại sa vào địa ngục, nhanh chóng biến vào địa ngục. Vị tỷ kheo ni kia bốc cháy vì tham dục cũng là một loại lửa, đó là lửa dục. Một loại lửa không có dụng cụ hoặc loại nước nào có thể dập tắt. Tại sao? Vì lửa ấy bắt nguồn từ sự tham dục sâu nặng tự chính thân tâm của bà ta. Và điều gì sẽ xảy đến với người ấy? Chẳng có con đường nào khác, bà ta phải sa vào địa ngục vô gián. Trong ngục vô gián không có thời gian dừng nghỉ và không gian thì luôn kín kẽ đầy ắp người ở nơi này. Mặt khác, chẳng ai biết mình sẽ chịu đựng hành hình đau khổ đến khi nào mới dứt. Sự đau đớn khổ sở ở đây là bất tận, sống và chết liên tục nối tiếp nhau. Khi bà ni kia vào địa ngục, quý vị đoán xem bà phải chịu đựng gì? Có loài chim mỏ sắt, loài trùng mồm miệng rắn như sắt thép đua nhau sâu xé rút rỉa tay chân xương thịt bà, đặc biệt là những cơ quan nữ tính. Từng giờ từng phút chúng tấn công cắn xé tội nhân cho đến chết. Khi ấy ngọn gió lạnh thổi đến, đấy là cơn gió đặc biệt của địa ngục, nó là người chết sống lại. Chỉ trong vòng một đêm một ngày, bà phải trải qua 10.000 lần sống chết như vậy, cứ chết đi rồi sống lại, rồi lại chết đi. Lại nữa, địa ngục này còn có những hình cụ đặc biệt dành cho những kẻ ham mê nhục dục, đấy là cột đồng, những cây cột nóng đỏ vì lửa nung trong trụ cột. Một khi người hiếu dâm đối diện những cột đồng ấy, họ lại thấy đó là cô gái đẹp, còn nữ thì thấy đó là người đàn ông. Khi họ nhào đến ôm chầm lấy thì tức khắc sẽ bị cột nung cháy người. Tại sao lại như vậy? Đấy là vì nghiệp dâm của họ quá nặng, họ phải chịu bị trừng phạt như thế. Đó cũng là sự trừng phạt với Bảo Liên Hương tỳ kheo ni, bà phải trải nghiệm địa ngục ngay khi còn sống. Vậy liệu bà có còn viện dẫn việc hành dâm không phải là sát sinh trộm cướp nên không bị trừng phạt? Khi bà bắt đầu chịu đựng trừng phạt thì cũng đã quá muộn rồi. Bà không đủ thời gian để hối tiếc. Sự việc ấy xảy ra khi Phật còn tại thế, đó là một tỳ kheo ni không giữ giới. Không phải ngày nay mới có vài sư cô phạm giới, mà là vào thời Đức Phật cũng đã xảy ra rồi. Kinh văn: Lưu Ly Đại Vương Thiện Tinh Tỳ Kheo, Lưu Ly Vi Chu Cổ Đàm Tộc Tính, Thiện Tinh Vọng Thuyết Nhất Thiết Pháp Không Sanh Thân Hãm Nhập A Tỳ Địa Ngục. Việc dịch: Như Đại Vương Lưu Ly Tỳ Kheo Thiện Tinh, Lưu Ly vì giết họ hàng Cổ Đàm, Thiện Tinh vì nói càn tất cả các pháp là rỗng không, nên thân sống xa vào địa ngục A Tỳ. Giảng giải: Như Đại Vương Lưu Ly Tỳ Kheo Thiện Tinh, Lưu Ly vì giết họ hàng Cổ Đàm. Vua Lưu Ly và Đức Phật có quan hệ thân tộc, nhưng thực sự không phải như vậy. Cha của vua Lưu Ly trước đó là vua xứ Xá Vệ, ông ta muốn kết hôn với tộc Cổ Đàm. Người trong thị tộc Cổ Đàm thấy mình cao quý hơn nên không muốn gả con. Nhưng thế lực xứ Xá Vệ rất mạnh, người họ thích bèn đánh cháo người hầu gái gả cho vua Xá Vệ. Sau đó sinh ra thái tử Lưu Ly. Lúc Lưu Ly còn trẻ, một lần ông về ngoại, thấy ngôi điện của Phật
vừa xây xong, pháp đàn rất trang nghiêm cũng vừa hoàn thành. Ông ta bèn tự tiện ngồi vào. Người nhà họ Cù Đàm bèn mắng: "Ngươi là con của hạng nô tỳ, tại sao dám ngồi vào chỗ của Phật?" Lưu Ly rất tức giận, bảo tên hầu: "Sau khi ta làm vua, hãy nhắc cho ta nhớ mối nhục này." Sau khi Lưu Ly làm vua, tên hầu nhắc lại chuyện cũ, nên vua Lưu Ly dẫn quân về thảm sát cả tộc Cù Đàm. Đại đức Mục Kiền Liên biết việc ấy, bèn đến xin Phật cứu độ. Phật lặng thinh không đáp. Mục Kiền Liên bèn ôm bát vào thành, dùng thần lực đưa 500 người thị tộc Cù Đàm vào bình bát và bay lên trời. Khi quân đội vua Lưu Ly rút khỏi thành, đại đức mang bình bát đến trước Phật, định gọi mọi người bước ra, nhưng khi nhìn vào bình thì chỉ thấy toàn là máu. Đức Phật bảo: "Định nghiệp đã vậy, sức ông không cứu độ được đâu, chính ta cũng phải chịu đau đầu 3 ngày rồi." Ngoài nguyên nhân dẫn đến việc thảm sát tộc Cù Đàm như vừa thuật, Đức Phật còn giải thích cho đại đức nghe về nhân duyên của sự việc. Trước đây rất lâu xa, trong thành La Phiệt có một cái đầm rất nhiều cá. Đa số cư dân nơi ấy sống bằng nghề đánh cá. Đến ngày nọ trời khô hạn, trong đầm chỉ còn lại có 2 con cá chúa, một con là Phu, một con tên là Đa Thiệt. Cả 2 con đều bị bắt lên bờ. Lúc ấy có một cậu bé cầm que gõ vào đầu cá 3 cái. Về sau những ngư dân ấy đều là người họ Thích ngày nay. Con cá Phu khi xưa chính là vua Lưu Ly, cá Đa Thiệt là gã hầu tướng của vua Lưu Ly, còn cậu bé chính là tiền thân của ta, tức là Đức Thích Ca. Nhân quả báo ứng rất hiển nhiên, không sao tránh khỏi được. Tỷ kheo Thiện Tinh luôn tuyên dương kiến thức và những quan điểm sai lạc của mình. Khi nói pháp, ý kiến của ông hoàn toàn trái với lời Phật dạy. Chẳng hạn, Phật cấm sát sinh thì ông ta nói chẳng cần phải vậy. Tại sao tránh sát sinh chứ? Sự sống chết của chúng sinh liên tục nối tiếp nhau, có và loại đặc biệt để cho con người ăn thịt. Nếu không ăn thì lấy gì để sống? Nguyên tỷ kheo Thiện Tinh xuất gia theo Phật, nhưng sau đó ông ta đâm ra bất đồng với Phật. Tất cả lời Phật dạy ông ta đều nghi ngờ và tìm cách lôi kéo nhiều thầy tu khác theo mình. Họ tin tưởng ông ta. Đúng, sát sinh thì có tội gì? Giống như trường hợp sư cô Bảo Liên Hương, chúng ta làm những việc cần làm, đó đâu phải là trộm cắp. Nếu chúng ta có được những thứ gì đó thì chúng ta đâu cần phải hành động. Nhưng nếu không làm những điều cần thiết thì chúng ta có được gì trong đời? Đó là ông ta nói về trộm cắp. Ông ta chống lại 5 giới căn bản của nhà Phật. Thiện Tinh vì nói cả tất cả các pháp là rỗng không, ông ta cả quyết tất cả mọi sự việc đều như vậy, chẳng có gì là nghiệp. Ông nói: "Nghiệp ư, hãy mang ra cho tôi xem nó đâu có hiện hữu, nên thân sống ra vào địa ngục." A Tỳ: "Những người ấy không cần phải đến lúc chết mới vào địa ngục, như vua Lưu Ly, Tỳ Kheo Thiện Tinh, Tỳ Kheo Ni Bảo Liên Hương đã trải nghiệm địa ngục ngay khi đang sống, và ngài A Nan đã hỏi Phật về nhân duyên ấy." Kinh văn: "Thử trừ địa ngục, vì hữu định xứ, vì phục tự nhiên, bị bỉ phát nghiệp, các từ thụ, duy thủy đại từ, phát khai đồng mông, linh trường nhất thiết, chỉ giới chúng sanh, văn quyết định nghĩa, hoan hỷ, đảnh đái, cần khiết, vô phạm." Việc dịch các địa ngục ấy là có chỗ nhất định hay là tự nhiên? Khi những người kia gây nghiệp thì mỗi người mỗi chịu riêng, xin Phật rủ lòng đại từ khai ngộ cho kẻ ngây thơ, khiến cho tất cả chúng sinh trì giới nghe được nghĩa quyết định, vui mừng tôn trọng kính cần giữ gìn không phạm. Giảng giải các địa ngục ấy là có chỗ nhất định hay là tự nhiên, khi Tỳ Kheo Ni Bảo Liên Hương, Tỳ Kheo Thiện Tinh, vua Lưu Ly cảm nhận thân sống ra vào địa ngục, ngài A Nan bèn nhân đó hỏi Phật có phải địa ngục xác định tại một chỗ. Khi những người kia gây nghiệp thì mỗi người mỗi chịu riêng, từng người một trong số 3 người kia phải chịu trừng phạt theo nghiệp mình đã tạo. Ngoài ra còn có những điều khó hiểu khác, chẳng hạn địa ngục đã sắp đặt trước cho họ hay do chính họ tạo ra. Địa ngục từ đâu đến, sự liên hệ giữa tạo nghiệp và quả báo? Địa ngục như một nhà tù chung hay từng phần riêng biệt? Xin Phật rủ lòng đại từ khai ngộ cho kẻ ngây thơ còn hoàn toàn không biết việc này. A Nan nói: "Khi đến đây con như một đứa bé ngây thơ, khiến cho tất cả chúng sinh trì giới nghe được nghĩa quyết định, mong mọi người đều được nghe và phụng trì pháp Phật, mong tất cả đều vui mừng tôn trọng kính cẩn giữ gìn không phạm giới hạnh thanh tịnh của Phật." Kinh văn:
Phật cáo A Nan, khoái tài thử vấn, linh trừ chúng sanh bất nhập tà kiến, nhĩ kim đế thính đường vị nhữ thuyết. Việt dịch: Phật bảo ông A Nan, hay thay lời hỏi đó khiến cho các chúng sinh không mắc vào tà kiến. Nay ông hãy chú ý lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Giảng giải: Khi Đức Phật nghe ông A Nan hỏi giúp các chúng sinh cách giữ giới, ngài rất hoan hỷ. Phật bảo ông A Nan, hay thay lời hỏi đó khiến cho các chúng sinh không mắc vào tà kiến, tránh không phải xa vào tà kiến, giữ gìn lấy chính kiến. Nay ông hãy chú ý lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Kinh văn: A Nan, nhất thiết chúng sanh thật bản chân tịnh, nhân bỉ vọng kiến, hữu vọng tập sanh, nhân thử phần khai, nội phần ngoại phần. Việt dịch: A Nan, tất cả chúng sinh thực tính vốn chân tịnh, nhân những vọng kiến mà có tập khí hư vọng sinh ra, vì thế nên phân chia ra có phận trong phận ngoài. Giảng giải: A Nan, tất cả chúng sinh thực tính vốn chân tịnh, nhưng chân thể lại khởi vọng sinh ra vô minh, từ vô minh sinh ra tà kiến, nhân những vọng kiến mà có tập khí hư vọng sinh ra, các tập khí tồn tại trong và ngoài hiện thể, vì thế nên phân chia ra có phận trong phận ngoài. Kinh văn: A Nan, nội phần tức thị chúng sanh phần nội, nhân trừ ái nhiễm phát khởi vọng tình, tình tích bất hưu, năng sanh ái thủy. Việt dịch: A Nan, phận trong tức là ở trong phận của chúng sinh, nhân các ái nhiễm mà sinh ra vọng tình, tình chứa mãi không thôi có thể sinh ra ái thủy. Giảng giải: A Nan, phận trong tức là ở trong phận của chúng sinh. Thế nào là trong phận? Là trong thân. Nhân các ái nhiễm mà sinh ra vọng tình, đấy là lòng ái dục và các pháp trước nhiễm, từ đó sinh ra vọng tình, tình chứa mãi không thôi, các tình tích tập ngày này qua ngày khác, tháng này đến tháng khác, dần nhiều đến độ không dừng được, và những tình ái ấy luôn hiện hữu, có thể sinh ra ái thủy. Kinh văn: Thị cố chúng sanh, tâm ức chân tu khẩu trung thủy xuất, tâm ức tiền nhân hoặc lân hoặc hận, mục trung lệ doanh, tham cầu tài bảo, tâm phát ái tiên cử thể quảng nhuận, tâm trước hành dâm, nam nữ nhị căn tự phát lưu dịch. Việt dịch: Vậy nên chúng sinh tâm nhớ thức ăn ngon thì trong miệng nước chảy ra, tâm nhớ người trước đó hoặc thương hoặc giận thì trong mắt lệ tràn, tham cầu của báu thì trong tâm phát ra ái tiên, cả mình đều trơn sáng, tâm dính vào việc dâm dục thì hai căn nam nữ tự nhiên dịch khí dỉ ra. Giảng giải: Vậy nên chúng sinh tâm nhớ thức ăn ngon thì trong miệng nước chảy ra. Tại sao tâm ái nhiễm của chúng sinh nếu tình cảm phát triển không dừng thì sinh ra ái thủy, dịch ham muốn? Trong thực tế có thể biết được điều này. Chẳng hạn một người thích ăn ngon, khi nghĩ về món ăn ưa thích thì tự nhiên nước bọt chảy ra, tâm nhớ người trước đó, một người bạn hoặc có quan hệ thân thuộc, hoặc thương hoặc giận thì trong mắt lệ tràn. Người đã chết đi khiến mình cảm thấy thương tiếc hoặc tức giận vì mất sớm, mà nghĩ anh ấy là người tốt, tại sao lại chết sớm thế? Thương hoặc giận đều khiến người nhớ đến phải chảy nước mắt. Tham cầu của báu thì trong tâm phát ra ái tiên, người mơ mộng sang giàu thì trong tim phát ra ái tiên, chất dịch ham muốn, cả mình đều trơn sáng. Tâm dính vào việc dâm dục thì hai căn nam nữ tự nhiên dịch khí dỉ ra, lòng ham thích nghĩ tưởng việc hành dâm thì tinh dịch tự tiết ra. Kinh văn: A Nan, chư ái tuy biệt lưu kết thụy đồng, nhuận thấp bất thăng tự nhiên tùng trị thường danh nội phần. Việt dịch: A Nan, các loại thác ái đó tuy khác nhau nhưng kết quả chảy nước là đồng, thấm ướt không lên được, tự nhiên theo đó mà xa đoạn, đấy gọi là phận trong. Giảng giải: A Nan, các loại tham ái đó tuy khác nhau, mặc dù có nhiều loại ái nhưng kết quả chảy nước là đồng, sức quyến rũ của sự ham muốn là giống nhau, nó thấm ướt không lên được, tự nhiên theo đó mà xa đoạn, đó là cảm xúc xa đoạn, đấy gọi là phận trong. Kinh văn: A Nan, ngoại phần tức thị chúng sanh phần ngoại, nhân chư khác ngưỡng phát minh hư tưởng, tưởng tích bất hưu, năng sanh thắng khí. Việt dịch: A Nan, phận ngoại tức là ngoại phận của chúng sinh, nhân các lòng ngưỡng mộ khát cầu phát minh ra những vọng tưởng, tưởng chứa mãi không thôi có thể sinh ra thắng khí. Giảng giải: A Nan, phận ngoại tức là ngoại phận của chúng sinh, nhân các lòng ngưỡng mộ khát cầu phát ra những vọng tưởng,
ngưỡng mộ khát cầu là một loại ái yêu thích, vọng tưởng là ý tưởng không thực, sai lạc, tưởng chứa mãi không thôi có thể sinh ra thắng khí. Khi một người nghĩ tưởng về mọi khía cạnh, người ấy nghĩ tưởng từ ngày này qua ngày khác, cả từ kiếp trước đến đời này đến đời sau, sự nghĩ tưởng ấy không dừng nghỉ. Như vậy sẽ làm thành dòng tưởng liên tục, tất sẽ sinh ra một loại khí thù thắng. Kinh văn: thị cố chúng sanh, tâm trì cấm giới, cử thân khinh thanh, tâm trì chú ấn, cố hễ hùng nghị, tâm dục sanh thiên, mộng tưởng phi cử, tâm tụng Phật quốc, thánh cảnh minh hiện, sự thiện tri thức, tự khinh thân mạng. Việt dịch: vậy nên chúng sanh tâm giữ giới cấm, càng mình nhẹ nhàng trong sạch, tâm trì chú ấn, mắt nhìn hùng dũng nghiêm nghị, tâm muốn sinh lên cõi trời, chiêm bao thấy bay lên, để tâm nơi cõi Phật, thánh cảnh thẩm hiện, thờ bậc thiện tri thức, từ khi rẻ thân mệnh mình, giảng giải. Vậy nên chúng sinh tâm giữ giới cấm, cả mình nhẹ nhàng trong sạch. Điều này có thể xảy ra với một số chúng sinh. Cấm là những việc không được làm, giữ giới là để tránh không làm những điều xấu ác do ma quỷ xúi dục. Muốn không làm những điều không hay đó, quý vị phải giữ giới tại tâm. Tâm giữ giới, thân sẽ cảm thấy nhẹ nhàng an ổn. Tâm chỉ chú ấn, mắt nhìn hùng dũng nghiêm nghị, tâm quý vị tụng trì bài chú trong số nhiều loại chú. Ấn tức là tâm ấn, lấy tâm truyền tâm, quý vị trì chú tất sẽ thấy có hiệu nghiệm. Một người truyền trì chú thường có khí sắc mạnh mẽ, mắt nhìn nghiêm nghị và đầy năng lực, không sợ hãi điều gì. Tâm muốn sinh lên cõi trời, trên bao thấy bay lên. Trong giấc mơ, quý vị thấy mình bay vào hư không, đấy là vì quý vị muốn lên trời. Để tâm nơi cõi Phật, thánh cảnh thẩm hiện, nhờ bậc thiện tri thức, từ khi rẻ thân mệnh mình. Nếu quý vị muốn sinh vào cõi diệu hỷ hoặc các quốc độ Phật khác, khi ấy cõi Tây Phương tịnh độ sẽ lặng lặng hiện ra ao bảy báu và nước tám loại công đức, vô số bạch hạc, cò vẹt, chim ca lăng tần già, biết bao là cảnh kỳ diệu, nhiều điều trước giờ quý vị không thấy không biết, thì khi ấy sẽ thấy biết. Quý vị có thể nhìn thấy thế giới lưu ly đông phương của Phật Dược Sư, quý vị sẽ được phụng sự bậc thiện tri thức, được gần gũi và học tập các vị ấy. Và như vậy, quý vị sẽ thấy thân mệnh mình quá tầm thường, chẳng có gì là quan trọng đối với sự thờ phụng các thiện tri thức. Kinh văn: A Nan, trừ tưởng tuy việt, khinh cử thị đồng, phi động bất trầm, tự nhiên siêu việt, thường danh ngoại phần. Việt dịch: A Nan, các tư tưởng đó tùy khác nhưng nhẹ nhàng cất lên thì đồng nhau, cất bay lên không chỉnh xuống, tự nhiên vượt lên, đó là phận ngoài. Giảng giải: A Nan, các tư tưởng đó tùy khác nhưng nhẹ nhàng cất lên thì đồng nhau. Mặc dù có nhiều điều chúng ta nghĩ là khác biệt, nhưng khi có được sự thoải mái nhẹ nhàng thì cảm giác bay bổng ấy lại như nhau. Cất bay lên không chìm xuống, tự nhiên vượt lên. Động tác hướng lên, bay lên không phải là xa xuống. Vượt lên là vươn lên trên tất cả, vượt qua mọi điều, đó là phận ngoài. Thank you.